Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì gió biển đang có mặt tại cầu Ba Đa thuộc Phủ Lý của tỉnh Hà Nam. Và bây giờ thì bắt đầu gió biển sẽ đi về khu vực thành phố Phủ Lý để chia sẻ đến mọi người về hình ảnh thành phố Phủ Lý hiện tại sẽ như thế nào mọi người. Ngày hôm nay thì gió biển đi phượt thăm thú về tỉnh bạn. Về khu vực thành phố Phủ Lý thì ở đây thì đang là phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. Ở phía ngoài này thì quý vị các bạn có thể thấy được là nó cũng rất là bình thường như ở vùng thôn quê thôi, chưa có gì gọi là thành phố cả. Những ngôi nhà vẫn lụp xụp, vẫn rất là đơn giản và được xây dựng vào những cái thập niên có lẽ là của thế kỷ trước. Có những ngôi nhà ở đâu đó khoảng 20 đến 30 năm rồi. Chỉ đâu thấp thoáng một số ngôi nhà được xây dựng cách đây 5 đến 10 năm. Về những cái ngành nghề thì rất là đa dạng. Ở đây thì có cả thu mua sắt vụn, rồi quán ăn, quán lẩu lụp xụp tại đây. Trên địa bàn thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam thì gió biển cũng đã đi tới đây khá là nhiều rồi trong những cái thời gian trước làm việc tại đây, và chỉ có một chỗ đó là Vincom của tỉnh Hà Nam đang thấp thoáng ở đằng kia, rất là cao lớn mọi người. Vincom thì hiện tại thì có cả phố đi bộ ở đó rồi, rất là thuận lợi cho phát triển kinh tế vào những cái ngày cuối tuần tại đây. Con đường này thì chúng ta có thể đi tới về hướng Ninh Bình, và gió biển ngày hôm nay sẽ đi xuyên qua thành phố Phủ Lý đi về hướng Ninh Bình. Tới kia thì chúng ta có thể thấy được là có một khu vực vườn hoa Phủ Lý rất đẹp tại đây, và đi xe máy thì quý vị và các bạn có thể thấy được là rất dễ bị cảnh sát giao thông bắt về cái lỗi làn đường tại chỗ thành phố Phủ Lý. Nên anh chị em đi qua thành phố Phủ Lý có đi di chuyển bằng xe hai bánh thì nên chú ý. Và gió biển nói thật là cũng đã từng bị bắt một lần ở đó rồi, nên là rút kinh nghiệm, không mất tiền ở đó nữa. Phía con đường này thì được xây dựng một giải phân cách cứng, và hiện tại bên chỗ khu vực địa phận của tỉnh Hưng Yên đang làm một con đường cũng có những cái giải phân cách như thế này. Nhưng mà cái việc mà đi ngược chiều thì vào buổi tối thì chúng ta vẫn bị có gì đó nó chói và lóa mắt khá là nhiều, không hiệu quả bằng những cái giải phân cách có hàng cây đi qua. Con đường ở thành phố Phủ Lý thì cũng không có quá nhiều trọng tải lớn đi qua, chủ yếu là phía Kim Bảng, đi làm hướng Kim Bảng thì nhiều hơn, bởi nơi đó là một cái khu mỏ đá rồi người ta khai thác để sản xuất xi măng. Hiện tại thì gió biển đã đi tới gần trung tâm thành phố Phủ Lý rồi. Ở đây thì người ta bán xe điện VinFast rất là nhiều, và xe điện VinFast, xe hai bánh cũng có cái chất lượng khá là tốt, cũng khá là chát về giá mọi người. Nhưng với cái thời điểm bây giờ thì người ta cũng đi xe điện nhiều, còn những anh em mà đi vượt đi xa thì cứ chọn những chiếc xe côn tay mạnh mẽ mà chạy, còn anh em thích tiện dụng thì cứ đi những chiếc xe tay ga là hợp lý này. Thì trên đây thì mọi người có thể thấy được là biển báo Ninh Bình 35 km, và tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân của tỉnh Hà Nam chỉ có 500 m thôi. Và hiện hữu bây giờ thì taxi xanh đã được hoạt động tại Hà Nam rồi. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy là một chiếc xe VinFast VF34 được anh em tài xế đỗ ở đây để có gì đó là chạy hiệu quả hơn ở trên địa phận thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam. Về tới đây thì gió biển có thể thấy được rằng là ở đây là thành phố Phủ Lý rồi mọi người. Ở đây thì khung cảnh khá là đẹp, được trồng những cái hàng cao vua. Đó, những cái hàng cao vua khi mà trồng ở những cái nơi
hành chính quốc gia, rồi trung tâm hội nghị quốc gia, nó có gì đó nó rất là đẹp, hoặc là những cây trà lạ thì khung cảnh trông nó thoáng đạt, trông nó đẹp hơn và trông cái mỹ quan nó đẹp hơn rất là nhiều. Phía bên tay bên phải của chỗ biển đây là vườn hoa Phủ Lý, đó, công viên vườn hoa Phủ Lý. Đó, hiện tại thì đèn xanh đèn đỏ rồi, mọi người có thể thấy là đèn xanh đèn đỏ tại đây thì rơi đâu đó khoảng mấy chục giây thôi, có những lúc là rất nhanh, mọi người đi qua mà không để ý là dễ bị công an phạt, và cái bốt công an thì ngay ở đằng kia luôn mọi người. Phía đây thì mọi người có thể rẽ vào phố đi bộ đấy. Phố đi bộ Hà Nam được tổ chức vào ngày thứ bảy hàng tuần và rất là đông người và có những cái tiết mục rất là hay, giúp cho cuộc sống thú vị hơn. Vỉa hè của vườn hoa Phủ Lý khá là rộng rãi. Chỗ này thì có một số cái khách sạn, đó là khách sạn Mường Thanh, Hà Lan, và chỗ kia cũng có một số cái khách sạn. Cái mỹ quan của đoạn này thì gió biển đánh giá là rất là đẹp, khi mà thành phố Phủ Lý đã được thiết kế một cái trung tâm như thế này. Khoảng độ mười mấy năm trước, gió biển đi học thì có đi qua đây thì là thấy là thành phố Phủ Lý đẹp, rất là đẹp, nhưng chỉ được một đoạn thôi mọi người. Đi vào trong kia thì cũng rất là nhỏ bé như thành phố Nam Định vậy thôi. Chỗ này thì cũng là đèn xanh đèn đỏ. Chỗ này các bác hay anh chị em mà đi lệch làn đường ra cái là dễ bị bắt ngay. Hầu theo Batman, rất là khó đọc, toàn tiếng Anh thôi. Hiện tại thì đã xong đèn đỏ rồi mọi người, gió biển tiếp tục di chuyển đi về thăm thú khu vực địa phận Phủ Lý của tỉnh Hà Nam. Nơi đây có một số siêu thị và hàng quán ăn uống, những cảnh quen thuộc, rất là quen thuộc của Hà Nam và cũng như của Nam Định. Ở đây thì quán xá này có thể mở đến lúc 11 giờ đêm. Ngày xưa thì gió biển hay đi xe máy, có khi đến lúc 11 giờ đêm vẫn có những cái quán nước tại đây, 11, 12 giờ đêm. Từng dòng ô tô xếp hàng dài. Đoạn này thì có một số cái đại lý Minh Hạnh và bán các loại mặt hàng xe máy đầy đủ các hãng luôn mọi người. Có một số cái chiếc xe rất đẹp luôn mọi người. Khu vực này thì quý vị các bạn có thể đi ra phía bên bờ sông kia. Đó, thì con sông này nó khá là sạch, chứ không có như cái con sông ở trên kia mà gió biển vừa đi qua ở dưới chỗ Đồng Văn kia thì là con sông nó đen ngòm và mùi hôi tanh rất là nhiều. Nhưng con sông chỗ này thì rất đẹp và hàng cây ở đây cũng rất đẹp. Ở đây thì một số cây cọ này, khuôn viên và cái mỹ quan chỗ này rất là tuyệt vời. Và gió biển cũng sắp đi hết thành phố Phủ Lý rồi mọi người. Nó cũng đâu đó chỉ ngăn ngắn thôi, không có rộng lớn quá đâu mọi người. Nhưng gợi về những cái ký ức từ thời xưa thì Phủ Lý vẫn là một thành phố khá là đẹp và gọi là thành phố bên sông. Phủ Lý nếu như không được đầu tư nhiều về công nghiệp thì chắc là cũng không phát triển được nhiều đâu mọi người. Chủ yếu là một cái vị trí, cái địa thế gọi là đắc địa nên đã được đầu tư, nên đã được phát triển, kéo theo các ngành nghề đa dạng để phát triển hơn nữa.
xuyên thẳng về phía này thì sẽ đi về hướng Ninh Bình, nó biển sẽ đi thẳng đây. Chỗ này thì mọi người có thể được đi hai làn nhé, làn nào cũng được. Đây thì có một lối rẽ phải thì về thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam, và rẽ trái thì lại phải sang đường bên kia, không là rất là dễ bị bắt. Đường kia là hết khu đông dân cư rồi mọi người. Ở chỗ này thì đường tàu sẽ đi xuyên đi qua, một số chiếc xe VinFast đã được có mặt tại hiện diện tại Hà Nam rồi. Này người ta mới làm cái quang cảnh nó thoáng hơn. Chiếc xe Hyundai Sonata này rất là đẹp mọi người, nhìn cái phong cách rất là đẹp. Về những cái mặt đặc điểm của xe Hàn thì có tính thời trang thể thao hơn xe Nhật. Các bạn trẻ nếu như mà mua ô tô đó thì thấy hợp lý hơn rất là nhiều, thời trang thể thao và rất là đẹp, rất cá tính phong cách. Và hiện tại thì do biển đã đi được tới phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý rồi đó, thì cái việc mà di chuyển ở trên con đường này rất là dễ dàng, nhưng cũng rất là nhiều những cái phương tiện xe cộ đi tại đây. Và ở đây thì cũng có một số cái xe trọng tải rất là lớn. Bác nào mà đi qua đây mà không để ý tốc độ thì rất là bị dễ dính tốc độ đây. Hiện tại thì trời đang đòi mưa rồi, và hôm nay thì gió biển đi xe máy mà không biết có gặp mưa không. Chỗ này là một thành phố mà lại có những cái cây chóc như thế này thì quá tuyệt vời mọi người ơi. Ngày xưa hồi còn nhỏ nhỏ thì gió biển hay luộc cái củ chóc này ăn này. Củ chóc này ăn rất là ngon nếu như biết được đúng cách. Và những cái hoa chóc khi mà rút ra và mút cái mật của nó thì rất là ngọt. Và hiện diện ở trên chỗ thành phố Phủ Lý này mà có một cái vườn chóc như thế thì rất tuyệt vời. Ở quê hương của gió biển thì hiện tại thì cũng ít người trồng chóc, và tìm cái cây chóc này cũng rất là hiếm. Chỉ có ở những cái nơi đó là ở một số xã ở phía dưới thì may ra còn những cái cây chóc như thế này thôi, còn hiện tại thì không có. Gió biển sẽ đi tới hết đoạn này tới chỗ khu vực huyện Bình Lục mọi người. Đây vẫn là phường Thanh Châu của Phủ Lý, nhưng ở đây thì có lẽ là như một cái vùng quê rồi. Những ngôi nhà mặt tiền mặt đường nhưng mà có gì đó nó lụp sụp,